mặt cho công ty Deborah Home, muốn nói một cái lời rất là cảm kích, cái lời thực sự là trân trọng từ những cái khách, cái khách quý ở đây thay mặt cho nhà tài trợ. Tôi thực sự muốn nói một lời khích lệ, và tôi tin rằng cái giải thưởng Dot Property năm 2020 nó như một cái lời khích lệ, như một cái lời tri ân và cũng như là sự truyền cảm hứng đến cho những doanh nghiệp để cho chúng ta tiếp tục có sức mạnh từ bên trong, sức mạnh từ nguồn lực bên ngoài, thì chúng ta có thể tiến lên một cái chặng đường phía trước rất là trông gai, nhưng mà có đầy thách thức, nhưng có đầy cơ hội ở trong đó. Và xin chúc cho tất cả các anh chị em có được thành công đó.